lợi ích cho chúng ta, đúng không ạ? Và các em biết là trong cuộc sống thì có rất nhiều những cái kỹ năng để cho chúng ta sống, đúng không ạ? Có rất nhiều những cái sự lựa chọn. Thì với chúng ta là học sinh trung học cơ sở, các bạn có ước mơ không? Có. Ước mơ của chúng ta là gì? À, có rất nhiều bạn, đúng không? Có rất nhiều ước mơ khác nhau. Có bạn thì ước mơ làm ca sĩ, đúng không? Có bạn ước mơ làm giáo viên. Có bạn thì lại ước mơ làm công an, đúng không ạ? Thế thì muốn thực hiện được ước mơ đó, chúng ta phải làm gì nhỉ? Học giỏi. Là học giỏi là một vấn đề, đúng không? Thế thì đối với tiết này hôm nay, cô sẽ cho các bạn biết là có những ước mơ chúng ta phải thực hiện, không vội vàng thì chúng ta mới làm được, đúng không nào? Thế thì trước khi vào, cô sẽ phát cho các bạn mỗi bạn một câu chuyện, mỗi bạn một cái văn bản, văn bản của con cô. Mỗi bạn chúng ta có một câu chuyện. Phát đi ra các bạn. Các bạn được chưa? Yeah.